Phương tiện thì trước hết là về giấy tờ, là phải đầy đủ, về giấy phép lái xe cũng như về đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định và bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới phải còn hiệu lực, hiệu quả. Đấy là trên cơ sở đấy. Và hai nữa thì về phương tiện an toàn, chúng tôi trên cái cơ sở mà cái xe đã có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật còn hạn ấy, thì chúng tôi là tiến hành là kiểm tra an toàn kỹ thuật trực tiếp của từng cái phương tiện đó. Nếu đạt yêu cầu thì chúng tôi mới đưa cái xe đấy bàn giao cho ban tổ chức để đưa xe vào phục vụ.